vậy mà đôi khi mình cũng dễ tha thứ, dễ bỏ qua cho những người ở bên ngoài. Đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những ước mơ tuyệt vời và nói với tôi đã... Nguyện theo chân Chúa luôn, cùng Ngài đi về nơi biên xa mù khơi, và nằm dưới bóng cánh người mãi thôi. Không có chi tánh tôi xa người đâu, cuộc sống tôi là đứng Kitô. Cùng theo chân Chúa đi, nhịp tim người trao tình yêu về tôi. Dù núi có chót vót ngàn hiểm nguy, dù bao tố sóng cuốn nhận chìm tôi, cũng không lìa xa. Xa xôi cùng theo người đi khắp chốn, lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi, nguyện theo chân Chúa luôn, cùng Ngài đi về nơi miền xa mù khơi, và nấp dưới bóng cánh người mãi thôi. Không có chi tách tôi xa người đâu, mãi luôn theo Ngài, cùng theo chân Chúa đi. Chim tôi cũng không lìa xa, sống mãi trong tình yêu. Lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi, cùng theo người đi khắp chốn. Lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi. Người theo chân Chúa, từ nay đi về nơi miền xa mù khơi, và nấp dưới bóng chim tôi cũng không lìa xa, sống mãi trong tình yêu. Người sao quá yêu Thầy Giêsu, mãi luôn bước theo Ngài. Về muôn nơi hạnh phúc cho tôi đứng nếm ngát say ngàn tình yêu, tình yêu từ đây về sau muôn đời. Lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi, cùng theo người đi khắp chốn. Lòng tôi yêu Thầy Giêsu và đến nơi đâu người đi qua, dù phong ba dù xa xôi. Dù núi có cho con ngàn hiểm nguy, dù bao tố sóng cuốn nhận chìm tôi, cũng không lìa xa. Dành một tràng vỗ tay thật lớn, xin cảm ơn tất cả các bạn sinh động viên của giáo xứ Tân Hương. Và xin chào đón quý vị và các bạn đến với chuyên đề cà phê chuyên đề số 44 với chủ đề Hãy mở ra ngày hôm nay. Như vậy chuyên đề ngày hôm nay của chúng ta với chủ đề là Hãy mở ra, nó giống như là một cái câu kêu gọi chúng ta phải làm một điều gì đó. Không biết là ở đây tất cả các bạn, không biết là có giống như Duy không nữa. Khi mà Duy đọc lên cái chủ đề của chúng ta là hãy mở ra, thì không biết là mình sẽ làm gì. Hãy mở ra,
bây giờ là không biết mở cái gì, đúng không? Ví dụ như chúng ta mở cái hộp bút, chúng ta sẽ biết cách mở như thế nào. Còn bây giờ chúng ta không biết mở cái gì. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm câu trả lời coi là mở cái gì, mở điều gì. Và khi tìm kiếm được câu trả lời đó thì chúng ta, ví dụ như mở cửa nhà, chúng ta khi biết mở, chúng ta phải biết cách mở, đúng không? Như vậy khi chúng ta biết điều chúng ta cần mở thì chúng ta phải biết cách mở. Như vậy để trước khi đến một đáp án chính xác nhất là chúng ta sẽ mở cái gì, các bạn có thể là cho Duy hỏi là theo các bạn thì hôm nay chúng ta sẽ mở cái gì không? Mở cái gì không? Theo mình là mình chưa biết gì. Bây giờ mình nghe cái tên chuyên đề ngày hôm nay là hãy mở ra, nghe rất là hoành tráng, rất là vĩ đại. Như vậy các bạn biết là mở cái gì không? Có bạn nào có thể chia sẻ không? Có bạn nào không? Xin mời bạn. Dạ thưa anh, theo em là hãy mở lòng của mình ra. À, bạn mình chia sẻ là hãy mở lòng. Còn có bạn nào chúng ta có ý kiến khác không ạ? Có bạn nào mà? Bạn nào? Thôi mình mời đại đi ha. Mời anh. Biết là chúng ta sẽ mở cái gì không? Theo em thì là mở ra cánh cửa của tâm hồn. Bạn thì mở lòng, mở ra cánh cửa tâm hồn nó cũng là giống như là mở lòng, đúng không các bạn? Như vậy, mở lòng xem có phải là đáp án chính xác hay không? Có phải là mở ra cánh cửa tâm hồn của mọi người chúng ta hay không? Và nếu là mở lòng, mở ra cánh cửa tâm hồn, như vậy, cách để mở lòng và mở ra cánh cửa tâm hồn trong cái mùa vọng, trong mùa vọng ngày hôm nay, như vậy sẽ mở ra như thế nào? Chúng ta cùng đến với một người rất quen thuộc với chúng ta. Các bạn biết là ai không? Các bạn biết ai không? Hồng. Chúng ta sẽ đến với cha phó giáo xứ Tân Hương, cha. Cha gì các bạn? Cha gì các bạn? Không biết hả? Không biết hả? Nhìn lên kia kìa. Cha gì? Chúng ta kêu lớn tên cha lên đi. Cha gì các bạn? Cha Joan Matsushita, cha phó giáo xứ Tân Hương. Yêu cầu nha, lần sau á mà ai mà diễn giải á, diễn giả đó là phải có hình ở trên đó, tại vì dưới đây mấy bạn không biết chữ. Dạ. Không biết chữ tất cả phải cho ta cái hình. Chúng ta chào đón cha một tràng vỗ tay tất cả mọi người ạ. Các bạn trẻ rất thân mến, như trước khi cha tập hát cho các bạn á thì cha cũng nói rồi. Cái buổi hôm nay là giống như một buổi gặp gỡ để mà chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa. Thật sự đó cũng là tất cả những ý nghĩa của mùa vọng. Mùa vọng là chúng ta mong chờ Chúa đến để Chúa đem bình an cho tất cả nhân loại chúng ta. Nhưng Chúa đã đến rồi. Nhiều lần cha đã nói rồi, Chúa đã đến rồi đấy. Nhưng mà nhân loại xem chừng như bất an. Thế nên hình như cái gì bình an và hạnh phúc nó còn ở xa vời lắm. Thử đặt vấn đề xem. Nếu như vậy thì mỗi người chúng ta có tự tạo cho mình được sự bình an hay không? Sự bình an trong chính bản thân mình phải chăng là do mình tạo ra hay không? Và nếu như chúng ta tạo ra được cái sự bình an cho bản thân mình rồi, vậy thì cha đặt vấn đề, tại sao có những lúc chúng ta cứ nằm hoài mà không ngủ được? Thế nên ông bà ta có câu là ăn được ngủ được là tiên. Thoạt nghe cái câu nói này thì xem chừng như cũng bông đùa quá, nghe cho vui tai. Nhưng xét cho cùng và suy cho tận xem, hình như cái câu nói này nó cũng phảng phất đâu đó một tiếng quằn quại nào đó của thân phận con người. Bởi thật sự có những con người họ phải đang ở trong tình trạng
ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Vì sao? Rất rất nhiều lý do, nhưng một trong những lý do quan trọng nhất đó là họ đang ở trong tình trạng bất an. Thế nên có thể nói là sự bình an trong con người chúng ta dường như nay có mai không, sớm nắng chiều mưa. Chính vì vậy mà nhà nhà theo đuổi tìm sự bình an hạnh phúc, người người khát khao mong mỏi có được sự bình an, đến nỗi mà họ tìm bình an mọi phương cách, mọi hình thức để có được sự bình an. Việc này có thể các bạn có thể thấy dễ hiểu khi các bạn đi ra các nhà sách đầy rẫy, nào là chuyện một tâm hồn, nào là phút tâm giao, rồi vân vân vân, vô kể vô vàn quyển sách mà dẫn chúng ta đi đến sự bình an. Và đơn cử nhất là trong năm vừa rồi, nếu các bạn có theo dõi cái phương tiện truyền thông á, thì các bạn có thể, một số bạn biết là cô MC Quỳnh Hương vừa đẹp vừa tài giỏi ra một cuốn tự truyện và có vẻ như là rất hút, đó là An Nhiên Mà Sống. Có thể nói đó là tất cả những gì mà cô tâm đắc nhất trong cuộc đời của mình, cô gom ghém tất cả vào trong quyển tự truyện đó như một kinh nghiệm sống, một vốn sống cho bản thân mình. Nhưng vấn đề che đặt ra với các bạn là có ai dám quả quyết rằng cô MC Quỳnh Hương đó sẽ sống từ bây giờ cho đến cuối cuộc đời của mình được bình an hay không? Ai dám quả quyết? Chắc chắn nếu có MC Quỳnh Hương ở đây, MC Quỳnh Hương cũng không dám quả quyết như vậy. Tại vì những gì cô viết được chỉ là nó nằm trong quá khứ mà thôi. Tương lai ai biết trước được. Thế nên dường như sự bình an trong con người của chúng ta nó bấp bênh giống như cái thân phận mỏng giòn của chúng ta vậy. Hôm nay vui, cười hớn hở, chiều tối đêm về lại ủ rũ héo tàn. Chả biết đâu, không biết được. Nhưng nếu mà nói như vậy thì chắc có vẻ cuộc sống của con người chúng ta xem chừng như nó u ám, nó đi vào ngõ cụt quá. Không, các bạn trẻ ở đây là những con người bước theo Đức Giêsu Kitô, được gọi là Kitô hữu. Chắc chắn các bạn cũng đã nghe lời Chúa rồi. Không phải từ bây giờ mà từ xa xưa lắm lắm lắm, từ cái thời cụ ước mà dân tộc Israel Thiên Chúa đã chọn gọi, thì họ đã có cảm nhận được rằng với sức lực của họ, họ không thể nào có được bình an. Nhưng sự bình an đó được xuất phát từ chính Thiên Chúa. Và nói một cách rõ ràng hơn, đó là do Thiên Chúa ban. Như trong Thánh Vịnh 83, sự bình an dành cho những kẻ bước theo huấn lệnh của Ngài. Tức là không phải đơn thuần mà có được bình an, nhưng cái sự bình an đó nó có điều kiện, và điều kiện đó không ngoài khác là bước theo con đường của Thiên Chúa, bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Và tất cả những gì trong cựu ước đã được báo trước dự kiến thì nay đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Điều này chắc các bạn, nếu mà cha nói ra chắc các bạn rất là tâm đắc đây. Cứ tới mùa Giáng sinh nào cũng đi ngoài đường, đi mấy hang đá là bắt đầu đọc cái câu gì? Đọc câu gì? Vinh gì? Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người. Cho người gì? Cho người thiện tâm, cho người Chúa thương.
hình như là bình an đó nó cũng có điều kiện trong đó. Có điều kiện hết. Muốn có bình an thì phải có thiện tâm. Nhưng mà trước đó là phải vinh danh Chúa đã. Tức là mình đặt cuộc đời của mình trong tay của Chúa đã. Thế nên các bạn rất thân mến, chúng ta thật hạnh phúc khi chúng ta hàng ngày, hàng tuần được rước Đức Giêsu Kitô vào lòng, được lắng nghe tiếng của Chúa. Nhưng mà dường như người ta nói gần chùa thì gọi bụt bằng anh vậy đấy. Hình như cái gì mà chúng ta được hưởng nhiều, mà chúng ta thường xuyên quá, chúng ta không có thiếu thốn, thế là chúng ta lại xem thường. Cho nên các bạn rất thân mến, mùa vọng là mùa Chúa trông chờ Chúa đến. Trước tiên là trông chờ Chúa đến lần thứ hai để chúng ta chuẩn bị ra nghênh đón người. Đồng thời là mỗi người chúng ta hướng tâm hồn đến cái ngày trọng đại của lịch sử, ngày mà cuộc giao duyên đất trời được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Thế nên chắc chắn mỗi người chúng ta muốn có được bình an thì không có một cách nào khác là chúng ta phải mở rộng lòng mình ra đón Chúa. Đó là phần thứ nhất mà cha muốn dẫn các bạn trẻ đến, là trước tiên và tiên quyết là mình phải mở rộng tâm hồn. Cha xin dừng lại chỗ tâm hồn lòng thôi nhé, để đón Chúa ngự vào. Tại vì chính Đức Giêsu Kitô là vua bình an. Vậy mà chúng ta không đón Chúa vào thì sao có được sự bình an? Và thật vậy, hơn 2000 năm trước đã có một cặp vợ chồng rất trẻ cùng với một hài nhi sắp sửa chào đời, đi lây lất từng nhà này qua nhà kia giữa một đêm gió rét lạnh lẽo. Vậy mà các cánh cửa không có mở ra như này đâu, đã khóa chặt hết. Để rồi hài nhi đó phải được sinh ra trong cái máng cỏ hôi tanh, nơi mà để dành cho các mục đồng với cả chiên bò trú ngụ. Và không phải hơn 2000 năm trước đâu, các bạn trẻ rất thân mến. Còn xa xưa hơn nữa, nếu mà chúng ta chịu khó nghe Cựu Ước và có đi học giáo lý và để ý một chút, thì cái dân riêng Chúa chọn là dân tộc Israel Do Thái đấy. Nó đã không dưới ngàn lần chối bỏ Chúa rồi. Mặc dù là dân được Thiên Chúa tuyển chọn là dân riêng, giải phóng ra khỏi đất Ai Cập, ban cho một đất nước, vân vân và vân vân, nhưng hết lần này tới lần nọ phản bội và phản bội. Ngày xưa là thế, ngày nay cũng vậy. Thử hỏi xem, chúng ta có chịu mở lòng rước Chúa hay không? Chúng ta có chịu không? Hay là Chúa cứ đứng ở ngoài gõ cửa cốc cốc cốc, còn ta thì cứ ở trong đây, cứ ở trong căn phòng tối tăm của mình? Vì chúng ta sợ, chúng ta sợ là phải mở cửa ra để Chúa vào. Mà ánh sáng thì ánh sáng bóng tối không thể nào mở cùng nhau được. Cho nên chúng ta sợ Chúa vào, Chúa bắt ta phải thay đổi cái lối suy nghĩ cũng như cái nếp sống của mình. Thế nên chúng ta cứ ở trong cái sự bình an giả tạo của mình.
mình cho rằng đó là bình an. Không, cái sự bình an đó là do mình tạo ra, là giả tạo thôi. Thử hỏi gặp một biến cố nào đó trong cuộc sống coi, một biến cố sống còn, một biến cố ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mình, thì liệu chúng ta có bình an hay không? Hay lúc đó chúng ta không có gặp chuyện gì thì chúng ta xem là bình an? Thế nên điều kiện tiên quyết là chỉ mở lòng ra đón Chúa ngự vào. Thế nên giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên để cất lên lời ca tiếng hát, xin Chúa đến và ngự trong lòng chúng con, để thôi thúc chúng con mở rộng tâm hồn của chúng con. Xin mời các bạn trẻ cùng đứng. Chờ mong Chúa đến. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Mong, với tâm tình chờ đợi, mong chờ đấng thiên sai đến trần gian cứu độ loài người, để mọi người chúng ta cảm nghiệm được tình yêu bao la của Thiên Chúa. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và lắng lòng với bài thánh ca Mong, sáng tác Gia Ân, qua phần trình bày của bạn Kim Ngân. Thank you.
Các bạn trẻ rất thân mến, không biết là cái phần vừa rồi cha chia sẻ với các bạn á, các bạn có điều gì mà còn chưa rõ không? Còn nếu mà rõ rồi thì mình cùng nhau đi tiếp nhé. Các bạn rất thân mến, nếu đã mở lòng ra với Chúa rồi thì còn một đối tượng khác mà chúng ta cần mở lòng. Đố các bạn là ai? Bạn nào biết? Có ai biết người ta? Chắc chắn là có người biết. Chắc chắn có người biết. Là ngoài Chúa chúng ta cần phải mở lòng thì còn một đối tượng khác nữa. Tha nhân hả? Tha nhân không phải một đối tượng. Chính mình.
chính mình mới gọi là đối tượng khác. Nhức đầu đây. Có nghe cái bài hát mà Tôi Là Ai chưa? Của gì á? Ca sĩ nào hát? Tôi là ai á? Tôi là ai, em là ai, cái gì đó. Có ai mà đi hỏi tôi là ai không? Có ai mà đi hỏi mình tôi là ai không? Có không? Có triết gia vĩ đại hỏi vậy đấy. Các triết gia hỏi như vậy. Tôi là ai? Sợ chưa? Bản thân mình còn không biết. Có ai trong đây dám vỗ ngực xưng tên là mình biết rõ bản thân của mình như thế nào không? Có ai dám vỗ ngực xưng tên là tôi biết rõ tâm tính của tôi như thế nào không? Thế nên đó chính là đối tượng thứ hai mà chúng ta cần phải mở lòng. Mở lòng ra với chính bản thân của mình. Ai chấp nhận là mình yếu đuối đâu. Ai cũng muốn là người ta khen mình thôi. Nhưng xin hãy mở lòng ra xem. Lúc một trong một ngày sống, thử dành đôi phút để nhìn lại con người mình xem. Tức là khi đó mình trở nên một vị trí khác để nhìn lại con người của mình. Chứ không phải là nhìn mình trong cái lăng kính cảm tính của mình. Mà khi đó mình đứng ra một vị trí khác để mình suy nghĩ về con người của mình. Thế nên các bạn, cần lắm chúng ta phải mở lòng mình ra để biết rõ mình. Ông bà ta có câu gì ta? Biết gì, biết gì, biết gì, chăm gì, chăm gì. À, biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Trước tiên là biết mình đã. Biết mình đã. Rất quan trọng các bạn. Các bạn mà không biết các bạn là ai, các bạn sẽ bị tha hóa đi. Tức là tôi thích người kia, tôi sẽ phải giống như người kia. Nhưng mà các bạn quên rằng Thiên Chúa mời gọi các bạn đúng như cái ngôi vị, cái vị trí của các bạn. Ở đó là ở đó, với cái tên đó là tên đó. Và bất kỳ ai trên nhân loại này không hề giống bạn một chút nào. Nếu có giống thì giống một chút chút thoáng thoáng, hay một tính tình, tính cách thì có một chút chút, thì sao mà giống 100% được. Thế nên các bạn, sau khi mở lòng ra đón nhận Chúa rồi, thì hãy quay lại chính bản thân của mình. Nếu như ông bà ta nói là biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng, thì xin chia sẻ với các bạn trẻ theo cái cách nhìn của cha. Cha nhìn theo hai hướng. Một hướng là giống như ông bà ta nói, thì cha xếp vào cái hướng là tự nhiên đi. Còn một bên cha sẽ xếp vào cái hướng siêu nhiên, tức là trong cái nhìn của đức tin. Cha khởi đi từ cái nhìn tự nhiên. Bây giờ không biết nhà bạn nào có nuôi cá không ta? Trong đây nhà ai nuôi cá giơ tay coi. Trong đây nhà ai nuôi cá? Các bạn nuôi cá mà hồ kiến thì các bạn phải có cái bộ lọc đúng không? Còn cái chỗ mà cái hồ cá chỗ Đức Mẹ đó, cái đài Đức Mẹ đó, cái hồ lớn vậy sao lọc được? Mà cái hồ đó đó, nó có nước chảy thoát ra ngoài rồi có một cái dòng nước khác vô không? Hay là nó chỉ có một cái ao tù nước động thôi? Đúng không? Bây giờ mấy tháng mà không thay, sao mọi cứ cho rau, cho đồ ăn, cho thức ăn xuống cho cá ăn. Mấy tháng trời không thay nước, cái nước nó thối ùm lên, nó ô nhiễm. Thì sao? Thủy triều đỏ. Các bạn, nó bị ô nhiễm. Tại vì sao? Ao tù nước động, nó không có thông thoáng được. Thế nên muốn nuôi cá, nếu mà hồ nhỏ thì nó có bộ lọc, còn cái hồ này thì phải tát hết nước đi cho nước mới vào, vậy thôi, đúng không? Thưa các bạn, nếu các bạn
cứ sống trong cái con người cũ của các bạn không mở ra thì cũng giống như cái hình ảnh hồ cá đó thôi. Nhưng xin thưa, xin lỗi các bạn. Tại vì đã nói so sánh rồi thì bất cứ so sánh nào nó cũng khập khiễng hết á. Các bạn biết sao không? Tại vì nếu mà giống nhau, nếu mà đồng nhất rồi á thì nó có điểm khác nhau không? Nếu mà không có điểm khác nhau thì sao mà so sánh được? Nhưng mà giữa hai cái phạm trù khác nhau thì không thể là so sánh. Cái hồ cá là hồ cá, còn mỗi người chúng ta là con người mà sao so sánh được? Đúng không? Nhưng ở một góc độ nào đó, một cái hình ảnh nào đó mà đánh đập vào con mắt chúng ta và chúng ta quan sát, thì nếu chúng ta nghĩ một chút á, thì cũng có thể đem rút ra cái bài học để mình chiêm nghiệm về cái cuộc đời của mình. Nếu mà các bạn không chịu mở lòng mình ra để nhìn cái con người của mình một cách chân thật nhất, thì cũng giống như cái hồ cá kia nhé, thì các bạn cũng như là đang làm cho cái tâm hồn mình nó chết dần, chết mòn từng ngày, ngày một, ngày hai. Trước tiên là cá bệnh, sau đó thì cá ngửa bụng ra, thế nên rất cần lắm các bạn phải mở rộng lòng mình ra để đón nhận con người thật của mình với những giới hạn nhất định, để mình chấp nhận, không phải là chấp nhận theo chiều hướng tiêu cực mà mình chấp nhận theo chiều hướng tích cực. Là vì mình là con người cho nên mình có những cái khuyết điểm đó, để rồi từng ngày mình cố gắng sửa chữa, mình cố gắng thay cái nước hôi thối trong cái tâm hồn của mình đi, để cho một cái nguồn nước vừa sạch, vừa lành, vừa mới, vừa mát vào, để cho tâm hồn chúng ta được nuôi dưỡng và được lớn lên. Nhờ đó chúng ta có thể đón nhận được những cái gì mới mẻ trong cuộc sống, những cái gì chân thành trong cuộc sống. Đó là cách nhìn tự nhiên. Còn theo cách nhìn siêu nhiên thì như phần 1 cha có chia sẻ cho các bạn, khi chúng ta đón nhận Chúa rồi, khi chúng ta đón nhận Chúa thì cũng chính là lúc chúng ta nhận ra con người thật sự của mình. Nếu không tin, bữa nào đi xưng tội đi, xưng tội xong ra ngoài tìm thấy cái người nhẹ nhõm. Còn nếu ai không có tâm trạng như vậy thì phải xét nha, thì phải xét cái lương tâm nó như thế nào đó ha. Cái cảm giác, các bạn nhớ là cái cảm giác ngày đầu tiên mình được đi xưng tội rước lễ lên đầu xem, ôi sung sướng biết bao, hay là những lần sau cũng vậy. Khi mà đi xưng tội xong, xưng xong rồi ra ngoài, ôi trời, sao người nó nhẹ như lông hồng vậy? Vì sao các bạn biết không? Vì khi các bạn đón nhận sự bình an của Chúa rồi, các bạn nhận ra Thiên Chúa là đấng thánh thiện rồi, thì cũng chính là lúc các bạn nhận ra mình rất tội lỗi. Còn nếu các bạn nhận ra Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương, thì cũng chính là lúc các bạn nhận ra mình còn ích kỷ, còn yếu đuối, còn ngu muội lắm. Chính khi nhận ra như vậy rồi, nhờ ơn Chúa giúp ta sẽ cố gắng nỗ lực sửa chữa mỗi ngày bằng những việc làm chút thôi. Không cần phải gì to tát nữa. Mỗi ngày hay là mỗi tuần, một quyết tâm nho nhỏ thôi. Chính nhờ vậy mình mới được lớn lên. Mình lớn lên trong đức tin, trong cái tư cách sống của mình.
Để rồi từ đó mình yêu Chúa không ngại ngùng. Để rồi từ đó mình thấy mình nhỏ nhoi. Để rồi từ đó mình quyết tâm để Chúa mở lòng. Để rồi từ đó mình sẽ cảm thấy bình an hơn. Đó là tất cả những gì mà chúng ta cần để mở rộng chính tâm hồn của mình, chính con người của mình, để mình được từng ngày lớn lên. Thế nên rất mong chỉ mới với Chúa và với bản thân của mình thôi, cũng là một chút gì đó, là động lực gì đó, còn đọc lại để mà thôi thúc chúng ta có những biến chuyển tươi đẹp trong một tương lai sáng lạn. Vì Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô luôn chờ đợi sự cố gắng nỗ lực của mỗi người chúng ta. Dừng lại ở đây, các bạn có muốn chia sẻ gì không? Nghe hồi ngủ hết. Bây giờ chia sẻ đi. Không có thắc mắc gì cũng được, hay là có những cái tâm tư gì đó mình cảm được trong cuộc sống, chia sẻ cho các bạn giống như là những món quà nhỏ nhỏ dành cho nhau trong cái mùa vọng này. MC, mời MC. Mời MC, mời các bạn coi là các bạn có cái gì muốn, cô có muốn tâm sự với mọi người không? Xin cảm ơn những lời chia sẻ của cha. Sau những lời chia sẻ của cha, các bạn đã biết đáp án là chúng ta đã mở cái gì chưa? Mở gì các bạn? Mở cái gì ạ? Mở lòng đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ có 2 phút ngồi suy nghĩ. Như vậy chúng ta đã biết là mở lòng, mở điều gì, mở lòng. Như vậy bây giờ các bạn có thể chia sẻ với mọi người là bây giờ chúng ta sẽ mở lòng chúng ta ra như thế nào để trong tâm tình mùa vọng là chờ mong Chúa đến. Các bạn suy nghĩ đi. 2 phút. Có bạn nào mà chúng ta nhìn nhau cười. Vậy bên đây có anh chị nào không ạ? Chị có thể chia sẻ không ạ chị? Em xin mời chị ạ. Như vậy là qua cha chia sẻ là chúng ta sẽ mở lòng. Như vậy theo chị là chúng ta sẽ mở lòng như thế nào? Dạ con kính thưa cha, kính thưa các anh chị đang hiện diện trong hội trường. Thì con chỉ có một vài điều chia sẻ nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật của con thôi. Trong chủ đề ngày hôm nay là hãy mở ra. Đôi khi á, mình sống trong gia đình của mình á, mình lại thường hay ít mở lòng. Ít mở lòng của mình với những người thân yêu của mình. Mà ai càng thương mình thì mình lại càng ít mở lòng. Ở đây em nói là mở ra cái sự tha thứ và chia sẻ. Vì ngay từ trong gia đình của mình, em thấy ngay bản thân em, nhiều khi á, mà đối với ba mẹ của mình nha, mình cứ hay giận dỗi. Mỗi lần mà ba mẹ mình không có thuận theo cái ý của mình á, thì mình lại hay giận dỗi. Mà trong khi đó, trong cái công việc của mình, trong đời sống xã hội bên ngoài của mình, thì thường mình không có được như ý nhiều hơn là ở trong gia đình. Vậy mà đôi khi mình cũng dễ tha thứ, dễ bỏ qua cho những người ở bên ngoài. Còn đôi khi trong gia đình mình thì mình ít có cái sự thông cảm cho nhau như vậy. Thì qua cái bài chia sẻ của cha và trong cái bài hát
mà cha hướng dẫn đầu giờ thì em thấy là phải có sự cân đối. Và những ai mà gần gũi, thân yêu với mình thì mình cần phải chia sẻ nhiều hơn, cần phải hy sinh nhiều hơn và cần phải cảm thông nhiều hơn. Vậy em xin hết ạ. Xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là thực tế trong gia đình cũng giống như là trong cuộc sống của chị. Và tiếp theo là có bạn nào nữa không ạ? Chúng ta có thể mở lòng, chúng ta có thể nói những điều thực tế hay là chia sẻ cho tất cả mọi người trong hội trường ngày hôm nay về cách như là chúng ta sống như thế nào trong tâm tình mùa vọng, chờ mong Chúa đến giống như là cánh cửa mở ra để giúp cho mọi người chúng ta xứng đáng là người con của Chúa, xứng đáng là người Kitô hữu giống như là Chúa đã hy sinh cho tất cả mọi người chúng ta. Có bạn nào nữa không ạ? Bên giới trẻ có bạn nào không? Có bạn nào không? Để mình qua bên đây, sau đó là em quay lại với mấy anh chị nữa ha. Xin mời bạn, bạn nào? Xin mời bạn. Con chào cha và tất cả mọi người có mặt ở đây. Về cái vấn đề cha hôm nay cha bàn với mọi người đó là hãy mở ra và nhìn nhận, hãy mở tâm hồn mình ra với Chúa, với chính mình. Thì con cảm nhận là cái phần mà hãy mở lòng ra với chính mình, con chưa thấy được mình trong đó. Giống như là đúng là khi mà con đứng ở vị trí của con chỉ nhận thấy mình lúc nào cũng tốt đẹp hết. Chưa bao giờ con đứng ở vị trí mà người khác nói là con như thế nào. Chỉ khi nào mà mình nghe người khác nói là mày thế này, mày thế kia, bạn thế này, bạn thế kia, mình mới nhận ra là sao người ta nhìn mình với con mắt như vậy mà chính mình không nhìn thấy. Thì cảm ơn buổi chia sẻ của cha đã giúp cho con có thêm nói chung là con sẽ về nhà và cố tìm một khoảng lặng trong con để con biết được là con còn thiếu sót ở đâu, con chưa nhận thấy mình ở điểm nào. Cũng mong là những người bạn của con, những người ở xung quanh con khi mà nhìn thấy những cái mặt không tốt của con thì hãy cùng chia sẻ để không chỉ một mình nhìn thấy chính mình mà người khác cũng phải nhìn vô mình nữa. Thì con cảm ơn cha về buổi chia sẻ này ạ. Xin cảm ơn bạn, chúc cho bạn có một người bạn sát cánh bên vai bạn, đó chính là Chúa Giêsu Kitô sẽ giúp đỡ bạn để bạn có thể mở lòng mình và mở lòng cho tất cả mọi người. Có bạn nào nữa không ạ? Ở bên cánh phải, bên cánh trái đã có người rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời một bạn ở cánh giữa ha. Có bạn nào không? Bạn ngồi. Đức là thấy bạn rất là thoải mái như vậy là chắc bạn đang rất là suy nghĩ nhiều thứ để có thể chia sẻ. Xin mời bạn ạ. Chúng ta vỗ tay ạ. Nãy mình thấy cha nói cái hình ảnh rất là hay, đó là mình như cái hồ nước bẩn dơ gì đó và có nguồn nước mới vào á, thì mà trong mình cái mình đang làm hàng ngày đó là một tuần mình sẽ quyết tâm từ bỏ một cái thói xấu nào đó. Cho trước tiên thì mình là liệt kê ra những cái thói xấu của mình và mình thích cái nào đó mình viết vô cái tờ giấy nhỏ mình dán lên đó, để mình thấy mỗi ngày để mình có thể hoàn thiện bản thân nhiều hơn để có thể sống noi gương theo Chúa Giêsu. Xin cảm ơn bạn, lời chia sẻ của bạn giống như là một cách thức hay là một biện pháp, cũng giống như là sẽ chia sẻ cho mọi người chúng ta để chúng ta có thể làm theo để trở nên người con của Chúa Giêsu, đúng không bạn? Và như vậy là qua những câu chuyện hay là những lời chia sẻ của tất cả các bạn thì chúng ta thấy được rằng là hãy mở ra, đó chính là mở lòng của mình. Không phải mở lòng cho chính bản thân của mình mà hãy mở lòng cho tất cả mọi người xung quanh. Thì theo Duy thì bây giờ Duy cũng chia sẻ xíu ha. Thì khi mà nghe cha nói về mở lòng thì nhiều khi thấy cuộc sống của mình á, chúng ta giống như là cái hồ nước, những con cá vậy đó, mình là những con cá. Thì lúc nào mình cũng ích kỷ, có nghĩa là mình thích bơi tung tăng. Nhưng khi mà trong hồ cá sạch thì chúng ta tha hồ, chúng ta bơi vòng. Nhưng khi hồ cá thì đến khi một ngày đó thì nó sẽ bẩn và dơ, thì lúc này chúng ta thấy sao? Chúng ta làm biến, chúng ta không có thể nào mà trải nghiệm trong cái hồ cá đó nữa. Chúng ta thấy là
thôi bây giờ hồ cá này nó dơ rồi, chúng ta chọn góc nào nó sạch sạch chúng ta bơi thôi, chừng nào nó sạch lại chúng ta bơi tiếp rộng hơn. Như vậy là cũng qua cái lời chia sẻ của cha, qua câu chuyện của cha, thì chính Duy cũng thấy tỉnh thức được rằng là chính bản thân của mình phải mở lòng với tất cả mọi người, dù có khó khăn hay là như thế nào thì chính mình phải là người luôn giúp đỡ người khác vượt qua, để chính bản thân của mình ngày càng hoàn thiện hơn. Và sau đây để thay đổi không khí, xin mời tất cả các bạn cùng đứng lên và hãy múa một bài cử điệu với các bạn xin động viên giáo xứ Tân Hương. Bài cử điệu của chúng ta có tên là Giêsu tình thân giữa đời. Sôi động một tí, bây giờ lại lắng động nữa nhé. Ai buồn ngủ cứ việc ngủ. Ở đây không phải là lớp học. Thật sự các bạn rất là tinh tế. Chắc chắn một điều là mở lòng ra đón nhận Thiên Chúa rồi, mở lòng ra đã nhận ra con người của mình rồi,
thì không có lẽ còn một bước nữa là mở lòng ra đón nhận tha nhân, ta lại không thể sao? Đó là phần thứ ba cha muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà các bạn rất là nhanh, rất là nhanh khi mà các bạn khám phá được điều đó. Trước tiên về cái phần của con, chắc chắn một điều, để nhìn cái bản thân của mình, để nhìn thấy con người thật của mình, không có cách nào khác, thinh lặng. Chỉ có thinh lặng thôi. Thinh lặng. Rồi như bạn này nè, xét coi là mình có cái khuyết điểm gì. Giống như cái lần nào các bạn chia sẻ cái gì tìm lợi thế gì, phát hiện lợi thế, phát triển bản thân gì đó. Đó là một cách để nhìn con người thật của mình. Thì con người thật của mình có những ưu điểm, khuyết điểm. Muốn nhận ra nó thì không có cách gì khác, chịu khó ngồi thinh lặng đi, kiểm điểm lại mỗi ngày sống của mình sẽ thấy được. Nhưng mà cha xin dừng lại cái chỗ nhìn lại bản thân, để cha hướng các bạn đến cái Phật là phải hướng đến tha nhân. Chúa Giêsu nói là sao? Xem quả thì biết cây. Thế nên có thể nói việc hướng ra với tha nhân là hoa trái của việc chúng ta đón nhận Thiên Chúa như thế nào. Là việc chúng ta nhận ra con người của mình thật sự đến mức độ nào. Thì cái hoa trái mà chúng ta hướng tới tha nhân, nó sẽ ngọt, nó sẽ chua, nó sẽ đắng, nó sẽ cay, do chúng ta đón nhận Thiên Chúa như thế nào. Và chúng ta nhận ra con người của mình ra sao. Thế nên các bạn rất thân mến, việc hướng ra với người khác chắc chắn nó phải được thúc đẩy bởi việc chúng ta đón nhận được tình yêu của Thiên Chúa từ khát khao trong tâm hồn của mình, để rồi hướng ra tới từng anh chị em sống chung quanh, rồi các thành viên trong gia đình. Như chia sẻ, khó lắm chứ. Để tha thứ cho một ai khó lắm. Muốn tha thứ cho người ta thì xin thưa với các bạn, mình phải tự tha thứ cho chính mình đã. Mình phải mở lòng mình ra đã, thì mình mới có thể tha thứ cho người ta được. Cái này cha đưa dẫn chứng cụ thể. Cụ thể thật vậy. Đức Giáo Hoàng Francisco khi mà công bố tông chiếu năm thánh, mở năm thánh lòng thương xót, Ngài nói rõ ràng lòng thương xót là không phải là những ý niệm trừu tượng, nhưng là những hành động rất cụ thể. Ngài nói ở số 6. Và việc chúng ta mở lòng ra cũng vậy, nó sẽ rất cụ thể. Vậy cụ thể ở điểm nào? Có ai thấy mình mở lòng không? Có ai thấy mình mở lòng bao giờ chưa? Mở lòng mình mở bụng ra. Cái gì là cửa sổ tâm hồn? Hả? Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Tối nay các bạn về đó, các bạn xin Chúa cho con biết mở cái đôi mắt ra. Ủa không lẽ bây giờ chúng ta nhắm mắt ngủ hết sao? Muốn nói như vậy, dẫn các bạn tới cái đôi mắt mình, theo như nhà tụi mình nghĩ với nhau là có hai cách nhìn. Thứ nhất là con mắt của thể xác, nhưng thứ hai là con mắt là cái nhìn, là ánh sáng của đức tin. Các bạn nhớ xem, Chúa Giêsu chữa cho người mù được gì? Chữa cho người mù được đuôi, được sáng mắt. Chữa cho người mù được sáng mắt.
Nhưng mà sau khi anh ta tạ ơn Chúa rồi, Chúa kêu lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Qua đó cho chúng thấy cái đôi mắt của chúng ta rất quan trọng. Cái đôi mắt thể xác là cửa sổ tâm hồn, đúng. Nhưng cái đôi mắt của đức tin sẽ dẫn chúng ta đi theo cái ánh sáng của Chúa. Giống như xưa kia, ba vua đi mà không thấy cái gì thì sẽ không đi được. Hả? Thấy gì? À, ngôi sao lạ ha. Trong tháng 12 này như là đêm 13, ngày 14 là có sao băng nè. Có ai coi không? 13, đêm 13 rạng 14 không? Đêm 12 á hả? Ủa sao, ủa mình đọc thông tin bị nhầm rồi. Đó các bạn. Nếu như chúng ta không mở được cái đôi mắt của đức tin thì sao chúng ta như ba vua, giống như ba vua bước đi theo cái ngôi sao sáng kia. Thế nên để mở lòng hướng với tha nhân thì điều trước tiên chúng ta cần làm là xin Chúa hãy mở sáng cái đôi mắt đức tin của con. Hãy để rồi cái đôi mắt đức tin của con thúc đẩy cái đôi mắt thể xác của con, để con biết hướng ra, nhìn đến, quan tâm đến những anh chị em sống chung quanh của mình, xem họ đang cần cái gì, xem cái nhu cầu chính đáng của họ là gì. Không thôi con mắt thì sáng nhưng mà chúng ta lại không thấy gì. Anh chị em sống chung quanh trong gia đình cũng chưa san sẻ đủ với nhau, huống hồ gì là những làng xóm láng giềng rồi những bạn bè xung quanh. Mạnh ai nấy sống, cửa nhà ai nấy đóng thôi. Thế nên một khi mở được con mắt đức tin, mở được con mắt thể xác, chúng ta sẽ hướng ra được, chúng ta sẽ nhìn thấy được những nhu cầu của anh chị em mình. Để rồi chính cái nhìn đó nó tác động đến con tim của mình. Thế nên điều thứ hai, xin Chúa hãy mở rộng cái con tim của con, để cho từng giọt máu nó được tuôn trào ra theo từng nhịp đập của con tim, chứ không phải là con tim chai đá kia. Để mà biết động lòng trắc ẩn với những con người đang cần đến sự trợ giúp của mình. Và từng giọt máu kia sẽ lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, để khiến cho cái đôi chân kia phải chạy thật nhanh đến cái người cần mình, khiến cho đôi tay kia có đầy tràn năng lượng ấm áp tận tụy để giúp đỡ lẫn nhau. Từng giọt máu kia xuất phát từ con tim sẽ khiến cho cái lỗ tai biết lắng nghe nhau, lắng nghe những lời chân thành của nhau. Và cho cái miệng kia biết nói những lời yêu thương, chân thành, xây dựng, chứ không phải ngồi lê đôi mách rồi bới chuyện này, nói chuyện kia, toàn những chuyện tiêu cực. Thế nên tóm lại các bạn rất thân mến, một khi các bạn có đón nhận Chúa trong lòng rồi, các bạn mở lòng đón nhận Chúa rồi, các bạn mở lòng để nhìn kỹ con người của mình rồi, thì khi đó các bạn sẽ dễ dàng mở lòng đón nhận những anh chị em xung quanh của mình.
với những gì rất cụ thể. Giả sử ngày Chủ nhật mà các bạn đi thu gom ve chai đó, rất cực. Cái đó là việc chung mà đâu phải việc cá nhân của ai đâu. Nhưng mà khi đi từ thiện hay gì thì đi rất đông, xong rồi được mang danh ồ trong giới trẻ đó, tôi trong giới trẻ, nhưng mà cái công việc chung thì không tham gia. Như vậy thì xét đi, xét coi mình có quá thờ ơ với những anh chị em của mình hay không. Rồi những công tác chung nè, đâu có phải là thu gom ve chai không, rất nhiều công tác, mỗi người một tay xem. Hãy quan tâm coi, hãy nhìn đến nhau một tí đi. Từ đó mình sẽ thấy là mình còn cần, cần lắm lắm mở ra. Thế nên việc mở ra cũng là việc đón nhận, để mỗi ngày chúng ta lớn lên, chúng ta lớn lên trong tình yêu và bình an của Chúa. Thiết nghĩ từng việc làm, từng cái sự cố gắng dù chút chút của chúng ta thôi, nhưng có thể làm xoa dịu được những cơn đau, những sự thiếu thốn của những anh chị em, thì điều đó cũng chẳng khác gì chúng ta đang trở nên cái cánh tay nối dài của hài đồng Giê-xu, là đem một nền hòa bình công chính xuống trong thế gian này. Để kết thúc cái buổi chia sẻ, xin mời các bạn cùng đứng với cha, cùng đứng lên với cha để hát lên cái bài ca mùa vọng, để chúng ta sau khi hướng lên với Chúa, hướng với mình rồi, chúng ta hãy hướng với nhau, hướng với nhau bằng một sự quan tâm, một tình yêu chân thành nhất.
chúng ta thiêng liêng ít phút để dâng lên Chúa những tâm nguyện cũng như những quyết tâm của chúng ta trong những ngày còn lại của mùa vọng này, để xin Chúa nâng đỡ thánh hóa, giúp mỗi người chúng ta biết mở ra với Chúa, với chính mình và với anh chị em chung quanh. Trước khi chúng ta kết thúc và giải tán, cha sẽ ban phép lành cho từng người, cho tất cả mọi người chúng ta.